Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần xung kích, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Kon Tum tích cực thi đua phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình mới sáng tạo. Những mô hình này góp phần hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Sinh ra và lớn lên ở thôn Kon Seri, xã Đắc Rơ Va, vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Ba Na. Anh A Miễm đã tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Sau hơn 2 năm, homestay mang tên im mãi của chàng trai sinh năm 1993 thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm tham quan. Mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Xuất phát tới nhu cầu thực yếu của khách quốc tế cũng như là những tư vấn của các ban ngành đoàn thể của bên thành phố cũng đã giúp đỡ mình là cho mình đến tham quan trải nghiệm trên Tây Bắc để phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó mình cũng đã xây dựng được những ý tưởng và về là mình cũng đã thực hiện và mình gắn với truyền thống dân tộc Ba Na, mình xây dựng nhà sàn truyền thống, là xây dựng những các mô hình mà gắn liền với truyền thống tốt đẹp của địa phương, qua đó cũng đã thu hút được khách du lịch tới trải nghiệm và tham quan. Từ bỏ công việc ổn định tại một công ty, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến quyết tâm theo đuổi đam mê khởi nghiệp với mô hình vườn ao chuồng. Khó khăn về nguồn vốn ban đầu không làm chị nản lòng. Nhờ nguồn vốn vay ngân hàng cùng sự hỗ trợ của gia đình và những kiến thức tích lũy thông qua các lớp tập huấn của đoàn thanh niên, chị tự tin bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình. Khởi đầu với việc trồng cao su, sau 2 năm, chị mở rộng quy mô sản xuất, trồng thêm nhiều loại cây ăn trái và nuôi heo sọc dưa, gà, cá. Đến nay, mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng mỗi năm, mà còn tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Trong 2 năm gần đây tôi có trồng trọt, làm mô hình trồng trọt chăn nuôi ở trong rẫy của mình, trong đó có nuôi cá, nuôi heo, gà, chó, mèo, cùng với lại trồng nhiều cây ăn trái. Bên cạnh đó tôi làm cao su để lấy nguồn thu nhập chính để canh tác và nuôi dưỡng những cây ăn trái. Từ khi tôi làm cái mô hình này thì tôi có thu nhập ổn định kinh tế cho gia đình từ 15 đến 17 triệu hàng tháng. Với mong muốn đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, thời gian qua thành đoàn Kon Tum triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện để thanh niên phát huy tính chủ động và sáng tạo. Nhờ đó nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ra đời, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên trong thời gian vừa qua, thì thành đoàn chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động đối với đoàn viên thanh niên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ vận động thanh niên để biết đến và tổ chức các cái buổi cho đoàn viên thanh niên đến tham quan học hỏi các mô hình kinh tế của các bạn thanh niên đã xây dựng trước đó. Và ngoài ra chúng tôi đã cũng sẽ tiếp cận với ngân hàng chính sách xã hội của tỉnh cũng như là trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi hỗ trợ thanh niên của tỉnh đoàn để tiếp cận các nguồn vốn cho thanh niên để tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên. Chủ động tìm kiếm cơ hội và nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, những đoàn viên thanh niên của thành phố Kon Tum đã và đang góp sức cùng địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững.